seconds later. この力の大会、そのわずかな時間の中、幾度となく限界をぶち破る俺たちサイヤ人の姿。貴様らも見てきたはずだ。Má gì ghê vậy? Mới vô là tôi thấy ba khuôn mặt rồi đó. Rồi má, tựa game này không dành cho con nít. Hên quá tụi nhỏ. Right. Ok mọi người, hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi có tên là Virus G Total Madness. Thì nãy vô có cái cutscene á, cái này dắt dành cho cốt truyện á. Đó là cái ông kia, ổng tạo ra mấy con thú mái để dành cho mấy cái trẻ em mà bị ung thư ở bệnh viện. Rồi chết mẹ, gọi gì quên rồi. Vô game rồi, trời ơi, cutscene 7 phút mấy, gần 8 phút luôn. Vô game rồi. Rồi chưa nữa, đậu phộng, nãy giờ chưa cho game nữa. Rồi đậu phộng sao giống cutscene nữa vậy? Ê, không phải. Vậy. What was that? Ôi, mấy này mấy con thú mái vậy chắc luôn. Rồi nói chứ còn cái gì nữa. Chạy. Má ghê gì? Ôi. Má game tối thui rồi, tôi không thấy gì hết. Ui. Thôi giờ thấy rồi đó, Không, nó vẫn tối. À, vô rồi mọi người, 12 giờ. Rồi coi cam thôi. Bình thường vãi đạn. Rồi. Ông nội nào cũng kê nguyên miệng vô luôn vậy. Gà một thằng nè. Thằng thứ hai kê miệng đâu rồi. Ui. Ủa gì vậy? Ủa tao chưa kịp làm gì nữa. À mình là ở đây nè mọi người, mình là ở đây nè. Rồi nó đang ở đây nè, ở sắp tới rồi. Cô bác. À play sao hả? À mình bấm cái tiếng dụ nữa hả? Gì vậy? Camera rồi luôn, hư camera mẹ rồi. Ủa rồi sao? Ủa cái game khó vậy, nó không hướng dẫn gì mình chơi. Rồi cái đó là gì nữa? Bây giờ play sound là chắc vụ con này nè. Rồi cái con mà con nãy hù mình là cái gì? Là mình dòm đó hả? À rồi má, tôi không có hiểu cái gì hết, sao mà tao chơi. À dụ nó, bây giờ cái con cao cao là mình dụ mà. Con có miệng là đừng có, hình như đừng có play sound á. Đúng rồi, hình như là vậy mọi người. Cái con có cái miệng nè. Cái con bự bự rồi, nó nè. Rồi cái con này là cái gì? Má sao cái game khó chơi vậy? Eventually. Ê, hình như cái cửa này, hồi nãy tôi thấy có cái hình cái con gì mà phải không? Đây. À rồi, hiểu rồi. Má gì nãy tôi tưởng cái này bức tranh không mà. Má kinh dị vậy? Có cái tiếng gì nữa gì chạy đậu phóng sao mày? Kìa. Ui. Ủa còn 12 giờ quay vậy? Cái tiếng gì chạy? Cái tiếng này giống có cái gì tới đó mà. Ủa. Má tiếng game lớn vãi nè. Tôi nói chuyện không biết mọi người nghe không? Chết mẹ, bấm lộn quá mà. Vậy là sống có một tiếng đồng hồ nữa hả? Má, một tiếng lâu nhiều cho quá vậy? Rồi, tới rồi. Cái gì tới nữa đây? Con này mới nè. Ui! Rồi, mới nè mọi người. Thằng đội không thở. Game má kinh dị ác. Game này kinh dị vãi. Rồi nè, 13 giờ 6 giờ tương đương với 5 đêm. Ủa vậy? 12
Rồi tao chưa kịp làm, tao đang nói chuyện mà. Mình phải kiểu đi liền. Rồi cái gì vậy? Cái bàn tay đó là cái gì? Vô. Ôi má, hình như từ từ. Vô quay quá. Đúng rồi, cái bàn tay đó hình như mình dòm vô màn hình càng lâu là càng che mình á. Che tầm nhìn. Rồi. Để dẫn ở đó. Mình giữ nó đó hả? Ok. Ok. Như đêm nay tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 4 con rồi. Nó biết cách chơi nè, nó mượt liền, nó xì mút liền. Ủa luôn rồi, má cam hư rồi mọi người. Từ từ mình kêu nó liền, kêu liền. Nó đâu rồi, nó đâu rồi? Cái bàn tay nó che gần hết cái màn hình luôn. Đây nó rồi, nó là tuyệt vời quá. Tiếng gầm gừ. Ok, nó chơi là hay quá. Má chút xíu rồi. Chút xíu rồi. 15 minutes later. Ok, hay quá. Trời ơi, đứng đây luôn rồi, đứng kẹt đây luôn. Ủa, nó không cho mình coi cam hoài đâu mọi người ơi. Mình phải bấm ra ngoài nữa. Chúng hỏi che tầm nhìn nè, mọi người thấy không? Ok, vẫn đứng đó. Mình sợ con này thôi, đừng cho nó đi. Mình giam nó ở đây luôn. Ok. Ok, giam nó đó luôn, giam nó là hay quá, nó đứng đó luôn rồi. Đứng đó đây, đừng có đi đâu hết. Rồi cái tiếng này sắp tới rồi. Cái tiếng, có cái tiếng này là mình sắp thắng hay gì. Đó, ok. Cái tiếng này nãy tôi còn hoang mang chứ giờ quen. Ok. 2 giờ. 10 seconds later. Đi thẳng. Ủa vậy? Sao tao bấm? À phải bấm ra đây à. Rồi con què vậy, game lỗi rồi. Rồi luôn rồi, đậu xanh. Kìa. Rồi má. Bấm ra ngoài luôn rồi. Rồi luôn rồi má, sao giống chơi lại từ đầu vậy? Trời ơi, đậu phong cái khúc này khúc đầu chứ còn con què gì nữa. Lót game rồi. Trời ơi, tuyệt vời quá, game ơi. Một giờ nè. Ủa? Hồi nãy tôi chơi 1 giờ rồi mà phải không? Bữa nay chơi win game luôn nè, không có dừng lại gì hết á. Nào win nghỉ. Eventually. Hay quá. Trời má, nếu mà không bắt khúc kia là nãy giờ chơi qua đêm nữa rồi. Đủ là mình chơi tới 3 giờ rồi. Nè khúc này đi ra không được chắc bỏ luôn. Ê khúc này đi ra được rồi. Ok. Chứ nãy mình đứng bên kia là mình đứng bên đây nè. Mình đi không có được. Bây giờ mình đi được rồi. Ủa ra chắc gặp con gì nữa xong chạy vô nữa rồi. Ê! Upton. Vậy cái ông mình đang chơi là William Upton. Ui. Vãi đạn, cái gì? Cái cốt truyện gì sao mà? Tôi biết cái tình yêu rồi, vậy hết rồi mọi người. Ồ, má game hay ha. Game cốt truyện đỉnh á. Mặc dù tôi không hiểu gì hết.